Mình chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Quận 12. Hôm nay em Phúc đang có mặt tại trục đường 9TX25, phường Thạnh Xuân, quận 12 để giới thiệu tới quý anh chị một lô đất vườn có diện tích rất là rộng. Lô đất của chúng ta có mặt tiền là view sông. Đường trước đất của chúng ta có chiều ngang là 4m, xe ô tô, xe ben vào thoải mái. Lô đất của chúng ta có chiều ngang là 12m, chiều sâu một cạnh là 24m và một cạnh là 29m. Đất của chúng ta là đất trồng cây và được chủ chào bán với giá là 3 tỷ 100 triệu. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ hứa cũng sẽ bớt lọc lá cho chúng ta. Chủ bán hình thức pháp lý là công chứng vi bằng. Phía trước lô đất chúng ta là con sông cặp đường TX25. Từ vị trí lô đất chúng ta về ủy ban quận 12 khoảng 3 km và về Gò Vấp khoảng hơn 4 km, và cũng trên trục đường chính thì chúng ta về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 4 km, một vị trí rất là đẹp. Lô đất của chúng ta có diện tích rất là rộng, rất thích hợp để quý anh chị xây một nhà mát để nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần ngay tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, không cần phải đi đâu xa xôi. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể điện thoại cho em theo số thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí lô đất và sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ. Video review lô đất của em đến đây xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở video sau. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo về nhà và đất ở quận 12.